Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, các cụ có nói vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn. Tuy nhiên, không phải tuổi nào lấy nhau cũng sẽ được cái may mắn đó. Đôi khi có những cặp tuổi mà hễ cứ lấy nhau là bắt đầu là sinh ra đủ chuyện trên đời. Đó. Và sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 con giáp là tuyệt đối kiêng kỵ lấy những người cùng tuổi, kẻo gặp những cái họa sát thân hoặc là những cái chuyện không hay nó đến với mình. Thưa quý vị, theo các chuyên gia phong thủy ấy, thì Thìn được xem là kho chứa của nước, đúng không ạ? Ngọ là nơi của hỏa vượng, còn Dậu là chỗ của kim vượng và Hợi là chỗ của thủy vượng. Mỗi địa chi đều có cái khí vượng, nhưng trong trường hợp khí vượng nó thái quá thì dễ sinh ra họa. Và trong trường hợp các địa chi giống nhau mà xếp cùng với nhau được gọi là cái cục diện tự hình, tức là tự mình làm tổn hại, làm tổn thương đến mình. Vì vậy khi mà lấy những người mà cùng tuổi ấy, rất dễ xảy ra những cái chuyện không hay. Chính vì thế mà 4 con giáp dưới đây được cho là nếu có thể thì không nên lấy những người cùng tuổi với mình để tránh phạm phải những cái điều đại kỵ, giúp cho gia đình được thuận hòa hạnh phúc. Quý vị thân mến, cái chuyện hôn nhân là cái chuyện đại sự của cả đời người, đúng không? Có những người lấy vợ lấy chồng, đấy, sau khi lấy vợ lấy chồng thì được rất nhiều cái may mắn, phúc lộc tự đến, tài lộc thì cứ dồi dào. Nhưng không ít người khi mà lấy vợ lấy chồng cũng gì phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh và dễ xảy ra cái tình trạng là gì, tan đàn xẻ nghé hay là âm dương cách biệt. Đó. Và một trong cái trường hợp cực xấu mà được khuyên là quý vị không nên lấy, đó là những cặp tự hình nhé. Cặp tự hình thì bao gồm tuổi sau này. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Thìn. Cặp đầu tiên là những người tuổi Thìn nhé. Thìn. Thưa quý vị, mặc dù những người tuổi Thìn có nhiều cái ưu thế, có nhiều cái điểm mạnh, là những người kiên định, đáng tin cậy, không sợ khó khăn thử thách, nhưng đặt hai người tuổi Thìn cạnh nhau thì lại không phải là một cái ý tưởng hay. Đứng về mặt phong thủy mà nói ấy, thì Thìn là hành thổ thuộc dương, hai người tuổi Thìn lấy nhau thì dương khí nó thịnh vượng, gia đình khó tránh khỏi những chuyện xung đột và khó tránh khỏi những cái mâu thuẫn hậu họa thị phi. Do tuổi Thìn đa số đều là những người mà cá tính ngang ngạnh, lại tham vọng lớn, có cái tôi trong mình rất là lớn, đôi khi sẽ bị biến thành cái sự ương bướng, cứng đầu. Mà hai người lại giống nhau thì lại cùng sống với nhau sẽ càng khó đạt được cái sự hòa hợp. Cùng thông minh, nhiệt huyết, khát khao làm với kẻ chiếm ưu thế, dù là nữ cũng không muốn bị chỉ huy, bị sai khiến. Nếu cả hai vợ chồng tuổi Thìn thì khó có ai mà chịu nhường ai. Cái mối quan hệ nó sẽ ngày càng căng thẳng, cãi vã là cái điều khó tránh khỏi. Những người tuổi Thìn cần một cái đối tác mềm mỏng, biết dìm cái tôi xuống để gia đạo được yên ấm, hòa thuận. Do đó, nếu tìm được một con giáp khác thì dễ có được cái hạnh phúc bền lâu như ý muốn. Những người tuổi Thìn thì luôn có cái sức hấp dẫn kỳ lạ với những người khác giới. Tuy nhiên, trái tim của họ lại không dễ gì chinh phục được. Dù có rung động, nhưng mà những người tuổi Thìn ấy thì thường tỏ ra vô cùng được kiêu ngạo, không bao giờ để lộ cái tình cảm của mình cho người khác biết. Họ cũng không bao giờ chủ động trong cái chuyện tình cảm. Hơn nữa, tuổi Thìn yêu thích cái sự tự do, không muốn bó buộc trong cái mối quan hệ hoặc là gì hạn hẹp nào đó. Họ vô tư và được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Cái mẫu người yêu lý tưởng của những người tuổi Thìn là những người thông minh, tài giỏi, hài hước. Đặc biệt giữa hai người phải có những cái nét chung về cái tính cách và cái sở thích. Họ đặt ra những cái yêu cầu khá là cao trong cái việc lựa chọn cái mảnh ghép thiếu của cuộc đời mình. Với phụ nữ tuổi Thìn thì rất khó nắm bắt được cái tâm lý, cái tình cảm. Họ không dễ thổ lộ cái tình cảm của mình ra bên ngoài cho đối phương được biết, bởi cái lòng kiêu hãnh đã khiến cho họ không dám chủ động trong cái tình yêu. Khi mà đã xa vào cái lưới tình ấy thì cô nàng sẽ bắt đầu là chăm chút cái vẻ bề ngoài
mục đích là muốn mình trở thành người xinh đẹp nhất trong mắt của người ấy. Phụ nữ tuổi Thìn là những con người mà của công việc, xã giao, xã hội. Họ đảm nhận nhiều cái vai trò trọng trách lớn. Tuy nhiên, không vì thế mà những người tuổi Thìn bỏ bê công việc gia đình của một bà nội trợ. Họ biết cân bằng thời gian của mình để hoàn thành trách nhiệm của một người con, người vợ, người mẹ. Có thể nói rằng phụ nữ tuổi Thìn giỏi việc nước, đảm việc nhà là mẫu người lý tưởng trong mong ước. Còn đàn ông tuổi Thìn thì khi yêu sẽ luôn cố gắng che chở, bảo vệ cho nửa kia của mình. Nói chung ấy, anh ta sẽ chịu khó chăm lo, dịu dàng, chăm lo cho đối phương từng chút một. Tuy nhiên, những người này rất hay ghen, đôi khi thì lại ghen tuông một cách mù quáng, vô lý. Khi kết hôn thì đàn ông tuổi Thìn dù bận rộn với công việc, nhưng mà họ vẫn luôn dành nhiều thời gian cho gia đình của mình. Bởi đối với họ, không có gì là quan trọng bằng cái tình cảm, cái sự yêu thương gắn bó của những người trong nhà. Vì thế mà cả hai người tuổi Thìn khi mà kết hợp với nhau ấy, hoặc là những người tuổi Thìn lấy người cùng tuổi ấy, thì sẽ rất dễ xảy ra tình trạng là tan đàn xẻ nghé, hoặc là gì, xảy ra những cái mâu thuẫn trắc trở dẫn đến cái cuộc chia ly đáng tiếc. Vì vậy, để bảo vệ hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Thìn ấy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi quý vị mang theo bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp cái mối quan hệ trong cuộc sống, tăng cường cái vận nhân duyên, giúp gia đạo được bình an, hưng vượng, tài lộc thì dồi dào. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp đầu tiên mà không nên lấy nhau, đặc biệt là không nên lấy người cùng tuổi. Con giáp thứ hai mà cũng không nên lấy người cùng tuổi đó chính là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, trời sinh những người tuổi Ngọ hầu hết là những người độc lập, yêu tự do, có nhiệt huyết, dường như không bao giờ thỏa mãn với cái gì mà họ đã đạt được. Với cái trí tuệ và một chút cái máu phiêu lưu của mình ấy, thì cuộc sống của họ thường rất sôi động và nhiều cái màu sắc. Tuy nhiên, nếu trong một cái gia đình mà có hai người tuổi Ngọ thì chưa hẳn là một điều tốt. Trên khía cạnh phong thủy, Ngọ là hỏa, thuộc dương hỏa. Trong nhà mà có hai người tuổi Ngọ thì rất dễ xảy ra những chuyện xung khắc. Ngoài ra, những người tuổi Ngọ có nhịp sinh học và cái lịch làm việc khá là đặc biệt. Họ coi công việc là cái lẽ sống và làm việc không biết mệt. Nếu mà cùng làm đối tác, có thể đây là một cái điều tuyệt vời. Họ sẽ dễ dàng cùng nhau phá tan mọi giới hạn, cống hiến hết sức và tạo dựng được một cái sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng nếu là cặp vợ chồng mà cùng lao vào công việc không kể ngày đêm, chưa kể là bản thân thích phiêu lưu và tự do ấy, hai người tuổi Ngọ hầu như là sẽ chẳng quan tâm gì đến gia đình, con cái. Lâu dần cái điều này sẽ khó tránh khỏi những cái mâu thuẫn, những cái cãi vã và những cái lục đục trong gia đình. Những người tuổi Ngọ cần một người bạn đời biết thông cảm, biết coi việc chăm sóc nhà cửa và con cái là trên hết. Có như vậy thì cuộc sống mới đạt được cái sự viên mãn và lâu dài. Những người tuổi Ngọ dễ bị rung động bởi cái vẻ đẹp của những người khác giới và bị rơi vào cái vòng xoáy của tình yêu lúc nào không hay. Họ sẽ không đủ tỉnh táo để điều khiển cái lý trí của mình khi yêu một ai đó. Tuổi Ngọ chỉ biết lắng nghe theo cái lời trái tim mách bảo và hành động theo cái trực giác của mình. Cái sự khéo léo trong giao tiếp khiến cho những người tuổi Ngọ được nhiều người yêu quý, đặc biệt là những người khác giới. Đó là cái lý do mà tại sao có rất nhiều người theo đuổi và được cho là khá là đào hoa. Tuổi Ngọ thời trẻ thì trải qua khá là nhiều cái cuộc tình mới mẻ. Tuổi Ngọ thì thời trẻ phải trải qua khá nhiều một cuộc tình thì mới có thể tìm được một người phù hợp. Những người này thì thường kém may mắn trong chuyện tình yêu đôi lứa, phải trải qua nhiều cuộc tình, nhiều tổn thương. Tuổi Ngọ mới có thể tìm được cái hạnh phúc thật sự. Những cuộc tình của họ sẽ nhanh chóng tan vỡ, một phần là do cái sự nôn nóng của họ, vội vàng và đặc biệt là cái tính cả thèm chóng chán.
đứng nước này trông nước nọ của những người tuổi Ngọ. Với phụ nữ tuổi Ngọ thì thích những cái mẫu đàn ông thông minh, mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Họ luôn mong ước được cùng với cái người mình yêu ấy trải qua những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống và xây dựng cái mối quan hệ lâu dài, bền vững. Khi mà đã lập gia đình thì phụ nữ tuổi Ngọ sẽ hết mực chăm lo cho chồng, cho con và những người thân trong gia đình. Còn đàn ông tuổi Ngọ thì thời còn trẻ ham chơi, thích tự do với cái cuộc sống bên ngoài, ít dành thời gian quan tâm chăm sóc cho gia đình. Nhưng khi trưởng thành ấy, thì họ gì có những cái suy nghĩ khác, chín chắn hơn. Thay vì tụ tập bạn bè sau những giờ làm việc thì họ quay trở lại với tổ ấm gia đình của mình, cùng ăn tối, nói chuyện với những người mình thân yêu nhất trong gia đình. Đối với đàn ông tuổi Ngọ, không có gì có thể quan trọng bằng cái tình cảm yêu thương, cái sự hòa hợp của mọi người trong gia đình. Tuổi Ngọ có thể kết duyên với những người tuổi Tuất, tuổi Mùi, tuổi Dần. Ngược lại, không nên kết duyên với những người tuổi Sửu, tuổi Tý, sẽ gì gây ra những xung đột, những mâu thuẫn. Đặc biệt là những người tuổi Ngọ mà lấy tuổi Ngọ thì lại cũng có những cái chuyện không hay đó, do cục diện tự hình nó án ngữ. Vậy nên những người tuổi Ngọ ấy, tuyệt đối không nên lấy người cùng tuổi đó, cứ lấy người cùng tuổi hoặc là gì lấy cùng quan giáp tuổi Ngọ. Vì thế, để hóa giải cục diện tự hình cũng như là mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Ngọ ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp thứ hai không nên lấy nhau. Tiếp theo, cặp con giáp thứ ba không nên lấy nhau thì đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu đa phần là trời sinh là những người tài năng, sống rất có trách nhiệm. Nhưng điểm yếu chí mạng của họ là luôn thấy mình hơn người nên là có phần kiêu căng. Họ cũng sống rất là thẳng tính, cầu toàn nên thường chỉ trích những kẻ khác khi mà thấy các nhược điểm của họ. Nếu mà hai người tuổi Dậu kết hôn với nhau cũng giống như hai thanh kim loại va vào nhau, có thể hôn nhân của họ sẽ gì chứa đầy những cái mâu thuẫn, những cái cãi vã vì không ai chịu nhường ai. Một nhà không thể có hai người chiến thắng. Người tuổi Dậu hoặc là người phải biết kìm cái tôi của mình thì mới mong sống được với người giống mình, hoặc là phải tìm một con giáp khác không so đo hơn thua thì mới có được cái hạnh phúc lâu dài. Những người tuổi Dậu năng động, hài hước, luôn nổi bật trước cái đám đông và được nhiều người chú ý. Vì thế mà họ có cái đời sống tình cảm khá là phong phú. Những người này tuy bề ngoài rất là mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng thật ra ấy, họ sống giàu tình cảm, dễ xúc động và dễ bị tổn thương. Tuổi Dậu tính tình thẳng thắn, bộc trực. Họ khó gây được cái thiện cảm với những người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Chỉ mà khi tiếp xúc nhiều lần và trở nên thân thiết ấy, thì các bạn mới có thể là nhận được cái lòng nhân hậu, tốt bụng và trung thành của những người tuổi Dậu. Đối với những người này thì gia đình là nơi thiêng liêng và quan trọng nhất trong suốt cuộc đời. Mỗi khi mà gặp khó khăn, gia đình chính là cái nguồn động lực đầu tiên giúp cho họ có thêm cái nghị lực, có thêm cái sức mạnh để vượt qua những thử thách đó. Dù là trên phương diện tình cảm hay là tình yêu ấy, thì những người tuổi Dậu ít khi bộc lộ thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Họ thích được người khác ca tụng nhưng lại vụng về trong cách khen ngợi, bày tỏ tình cảm với những người khác. Những người tuổi Dậu chỉ âm thầm thể hiện cái sự yêu thương, trân trọng của mình qua từng cái hành động ấm áp, ý nghĩa. Đàn ông tuổi Dậu có xu hướng là tìm kiếm cho mình những cái người bạn đời có chung sở thích, tính cách và cái quan điểm cũng như là trong cái phong cách sống. Họ hy vọng xây dựng được cái mối quan hệ hòa hợp, vững chắc, lâu dài dựa trên cái sự yêu thương và cái sự tin tưởng lẫn nhau. Dù được nhiều cô nàng chú ý, nhưng đàn ông tuổi Dậu cũng hết lòng chung thủy với tình yêu của mình. Họ chăm chỉ làm việc, không ngừng phấn đấu để xây dựng cái sự nghiệp, đem lại cái cuộc sống sung túc, giàu có, đầy đủ cho những người mình thương yêu nhất.
À, bên cạnh đó thì phụ nữ tuổi Dậu là những người mà năng động, mạnh mẽ. Trong tình yêu thì họ không quan tâm đến cái khuôn mẫu của xã hội. Nếu mà thích ai thì họ sẽ thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Cô nàng tuổi Dậu thì không bao giờ chịu an phận với một cái cuộc sống của một cô gái yếu đuối, tầm thường. Họ cũng có những cái ước mơ, những hoài bão và những cái dự định trong cuộc đời mình. Khi mà lập gia đình ấy, thì phụ nữ tuổi Dậu toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng, cho con. Họ có thể hy sinh mọi thứ để đem lại cái cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân. Dù mạnh mẽ, nhưng mà những người tuổi Dậu vẫn luôn cần có một cái bờ vai vững chắc, chỗ dựa tinh thần cho cái cuộc đời của mình. À, tuy nhiên, đường tình duyên của những người tuổi Dậu không mấy may mắn, thuận lợi. Họ phải trải qua nhiều cái cuộc tình thì mới có thể là tìm được một cái người mình yêu thực sự trọn vẹn. Dù là người rất chung thủy, nhưng mà tình yêu của họ vẫn bị phản bội, hoặc là gì, đôi khi gặp phải những cái thất bại. Cái sự đổ vỡ ấy không hẳn hoàn toàn tại đối phương, mà cũng một phần là do các bạn quá nhạy cảm và nóng vội. Tình yêu của bạn cần phải có thời gian để tìm hiểu và phát triển. Đối phương sẽ bỏ chạy nếu như mà bạn quá hấp tấp, muốn kiểm soát hoặc là gì, chiếm hữu người mình yêu. Nếu muốn xây dựng một tình yêu lâu dài, bền vững, phụ nữ tuổi Dậu nên biết cách chủ động đúng lúc, đúng chỗ, không nên quá bạo dạn, tự tin. Nam giới tuổi Dậu thì cần phải học cách trân trọng đối phương, dành nhiều thời gian để xây dựng cái tình yêu của mình. Những cô nàng tuổi Dậu thích hợp với những chàng trai năng động, nhiệt tình, tốt bụng, hài hước. Còn đàn ông tuổi Dậu thì nên kết hôn với những người phụ nữ đảm đang, nhân hậu, vui vẻ. Đấy. Tuy nhiên, những người tuổi Dậu cũng cần nhớ rằng chọn một người bạn đời phải dựa trên cái sự tin tưởng, sự yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Có như vậy thì tình yêu mới có thể lâu dài, bền vững được. Thưa quý vị, trên phương diện tình yêu của những người tuổi Dậu ấy, nếu mà kết duyên với những người tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn thì sẽ có cuộc đời sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc và hòa thuận. Nếu mà kết duyên với những người tuổi Mão hoặc là tuổi Dậu ấy thì sẽ chỉ gây ra tình trạng là xung khắc tự hình. Các mối quan hệ khó có thể duy trì được lâu dài, thậm chí là dẫn đến tình trạng là tan đàn xẻ nghé, âm dương cách biệt. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Vì thế, để hóa giải cái cục diện thì quý vị hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp thứ 3 không nên lấy nhau. Tiếp theo, con giáp thứ 4 không nên lấy nhau ấy thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, những người sinh năm Hợi được cho là những người tốt tính, hiền lành, tràn đầy cái sự lương thiện và luôn quan tâm đến những người khác. Tuy nhiên, họ cũng có những cái nhược điểm là hay mềm yếu, thỏa hiệp, sống theo cảm xúc nhiều hơn lý trí, khoan dung nhiều nên là dễ trở thành nhu nhược. Nhiều khi không phân biệt được đâu là đúng, sai, dễ bị kẻ xấu lợi dụng và lừa gạt. Về mặt phong thủy, Hợi thuộc hành thủy là âm thủy. Nhà mà có hai người tuổi Hợi, tức là quá nhiều âm không tốt. Chính vì vậy, nếu vợ chồng cùng tuổi Hợi thì gia đình hay bị lục đục vì cái việc lớn trong nhà thì cũng dùng rằng không ai quyết được. Chồng thì không có uy, vợ thì không nghe lời. Ngoài ra ấy, còn khó bề dạy dỗ con cái đi vào cái khuôn khổ. Chính vì họ cũng ít khi sống theo cái phép tắc. Do đó, những người tuổi Hợi cần phải tìm một con giáp khác có tính mạnh mẽ, quyết đoán, có thể bù đắp cho cái thiếu sót của họ để xây dựng được một cái gia đình hòa thuận, thịnh vượng. Tình yêu của những người tuổi Hợi thì cũng đơn giản như cái tính cách của họ vậy: chân thành, thẳng thắn và trung thủy. Khi yêu một ai đó thì tuổi Hợi thường vụng về trong cái cách bày tỏ cái tình cảm, cái suy nghĩ của mình. Họ thường giấu kín cho đến khi trong trái tim không thể chất chứa thêm được những cái tình yêu thương ấy nữa. Khi mà đã chinh phục được trái tim của đối phương ấy thì những người tuổi Hợi mới có thể mạnh dạn thể hiện cái tình cảm ngọt ngào của mình.
họ biết cách làm mới cái tình yêu bằng những cái bất ngờ, thú vị và độc đáo. Những người này sẵn sàng làm mọi thứ để người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng thật lòng ấy, không phải lúc nào cũng giúp họ tìm thấy được cái chìa khóa để mở ra cái cánh cửa hạnh phúc. Đôi khi cái sự cả tin và vội vàng sẽ khiến cho họ có những sự lựa chọn sai lầm. Khi tình yêu đổ vỡ hơn ai khác, những người tuổi Hợi chính là những người chịu tổn thương nhiều nhất. Đó sẽ là những bài học quý giá giúp họ trưởng thành hơn trong cuộc sống và khắc phục những cái khuyết điểm, hoàn thiện bản thân của mình hơn. Nếu mà yêu người tuổi Hợi thì các bạn sẽ cảm thấy mình được chăm sóc, quan tâm rất là chu đáo. Hơn nữa, các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái sự chân thành, tốt bụng của đối phương. Tuổi Hợi sẽ luôn thấu hiểu, cảm thông, lắng nghe và chia sẻ mỗi khi mà các bạn gặp khó khăn hay là buồn phiền. Nhờ vào cái sự khéo léo và cái cách biết đối nhân xử thế, những người tuổi Hợi được nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ. Bởi vậy, họ ít khi chủ động trong chuyện tình yêu. Nếu như họ ngỏ lời với ai đó thì chắc chắn những người tuổi Hợi đã đem lòng yêu mến họ rất là sâu sắc. Những chàng trai tuổi Hợi thì không giỏi trong cái cách thể hiện cái tình cảm, chinh phục đối phương. Họ thường hành động theo cái trái tim mách bảo, chân thành và có một chút dại khờ. Thế nhưng đó không hoàn toàn là cái khuyết điểm. Đôi khi ấy, sự nhút nhát ấy lại là một cái vũ khí lợi hại, giúp cho những người tuổi Hợi chinh phục được trái tim của đối phương. Thưa quý vị, tuổi Hợi dù là nam giới hay là nữ giới thì đều rất thân thiện, chân thành và cởi mở. Tình yêu của họ thì rất là trong sáng và giản dị. Tuổi Hợi luôn mong muốn cùng người mình yêu trải qua những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống và xây dựng được một cái cuộc hôn nhân vĩnh cửu. Nhược điểm duy nhất của đàn ông tuổi Hợi là khá là gia trưởng và bảo thủ. Họ thường đặt ra những cái yêu cầu cao về cái tình cảm của mình và đòi hỏi đối phương phải thực hiện. Nam giới tuổi Hợi khi mà đã trải qua vấp ngã trong tình yêu thì họ sẽ trở nên nghi ngờ, bảo thủ và thận trọng hơn. Nữ giới tuổi Hợi thì rất nghiêm khắc trong chuyện tình yêu. Họ luôn chờ đợi, tìm kiếm cho mình một cái mảnh ghép phù hợp. Khi yêu ấy, thì cô nàng này đôi lúc dịu dàng, ân cần, nhưng cũng gì có lúc lại rất là tinh nghịch và bướng bỉnh. Thế nhưng dù ở cái trạng thái nào thì họ đều rất là đáng yêu và làm biết bao nhiêu chàng trai rung động. Khi đã kết hôn thì họ sẽ trở thành những người phụ nữ của gia đình. Tuổi Hợi dành nhiều thời gian để chăm sóc cho chồng, cho con và cho cái tổ ấm của mình. Họ là mẫu người giỏi việc nước, đảm việc nhà, vừa bận rộn chăm chỉ với công việc lại vừa có thể là hoàn thành xuất sắc cái vai trò của một người mẹ, một người vợ. Tuy nhiên, khi mà hai người tuổi Hợi kết hợp với nhau ấy, thì cũng sẽ xảy ra nhiều cái chuyện không được như ý. Vợ chồng dễ xảy ra chuyện là tan đàn xẻ nghé, hay là gì, dễ xảy ra những cái chuyện là chia ly. Vì vậy mà phạm vào cục diện tự hình ấy, nên là những người tuổi Hợi cũng không nên lấy nhau. Và để hóa giải ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp thứ tư mà được khuyên là không nên lấy người cùng tuổi. Thưa quý vị, các cụ có nói là cùng tuổi năm rưỡi mà ăn đấy. Như quý vị thấy ấy, thì nếu mà bốn con giáp này mà lấy nhau ấy thì rất khó có được cái hạnh phúc thật sự trọn vẹn. Quý vị cứ thử chiêm nghiệm mà xem nhé, xem những người, những cuộc sống xung quanh mình ấy, có những cặp tuổi như thế này, như này không nhé. Dễ, rất dễ xảy ra những chuyện tan nhà trẻ nghé. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp không nên lấy người cùng tuổi. Đó. Đó là những tuổi sau: 1 tuổi Thìn, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Dậu, 4 tuổi Hợi. Những con giáp này lấy nhau thì bị phạm một cục diện tự hình, tức là tự mình làm hình mình, tự mình gây khó cho mình, tự mình làm tổn thương mình và tự mình cũng làm gì tổn thương cho đối phương. Đấy.
Vì thế mà bốn con giáp này tuyệt đối không nên lấy nhau. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. 9 cặp con giáp khi mà lấy nhau sẽ được hạnh phúc trọn đời, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu nứt tường đổ vách. Đạo sĩ Tử Thông xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, đã bao giờ quý vị tự hỏi tại sao trên đời lại có những cái cặp đôi khi yêu nhau thì gắn bó hạnh phúc, thế nhưng khi nên đôi vợ chồng thì lại xảy ra đại họa. Đen đủi hơn, có những người còn phải chịu cái cảnh quá chồng, quá vợ. Phong thủy học cho rằng tuổi hai vợ chồng có sức ảnh hưởng rất lớn đến cái tương lai, đến cái hạnh phúc sau khi mà kết hôn. Bởi vậy nên các cặp đôi khi mà kết hôn thì đều trải qua các bước xem tuổi, chọn ngày giờ cưới hỏi sao cho hợp lý. Và theo tử vi tướng số thì sẽ có 9 cặp đôi hoàn hảo khi kết hợp với nhau, sẽ có được lộc trời ban, thuận lợi đủ mọi đường, từ kinh tế đến con cái. Đó là cái sự kết hợp hoàn hảo nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. 9 cặp con giáp khi đến với nhau sẽ được hạnh phúc trọn đời. Thưa quý vị, cặp thứ nhất đó là cặp tuổi Tý và tuổi Sửu. Tý và Sửu là nhị hợp. Những người tuổi Tý thì có tính cách linh hoạt, năng động, làm việc thì tích cực. Còn những người tuổi Sửu lại chân thành, đôn hậu, luôn để nỗ lực hết mình trong cái công việc. Cái sự kết hợp giữa người tuổi Tý và những người tuổi Sửu tạo nên cái hiệu quả cực tốt trong công việc. Tính cách cả hai thì bổ sung cho nhau, bù đắp và cái hoàn thiện cho những cái điểm yếu, cho những điểm thiếu sót của đối phương, nên sẽ xử lý được mọi khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau đạt được những cái thành công lớn về mọi mặt. Đồng thời chính cái sự tương trợ lẫn nhau sẽ giúp cho cuộc sống hôn nhân của những người tuổi Tý và tuổi Sửu thực sự là bền vững và hạnh phúc. Họ dường như cảm thấy không thể thiếu được đối phương trong cuộc sống của mình. Đó là những người tuổi Tý và những người tuổi Sửu. Tiếp theo, cặp thứ hai chúng ta có là gì? Cặp tuổi Thân và tuổi Tý. Cặp đôi này được coi là cặp đôi hoàn mỹ. Họ hiểu và bao dung đối phương, tâm linh thì đồng nhất, mới gặp thì đã thân, nên có duyên vợ chồng với nhau. Hai người đều có lý tưởng tốt đẹp trong cái cuộc sống, cùng nhau phấn đấu để đạt được cái mục tiêu lý tưởng đã đề ra. Các cặp con giáp này thì cũng đứng đầu về cái độ lạc quan và gì, khả năng là ứng phó linh hoạt trong cuộc sống. Nếu là vợ chồng thì họ sẽ có cuộc sống hôn nhân ấm êm và hạnh phúc. Đồng thời làm việc kinh tế của cả hai người cũng sẽ dễ dàng đạt được cái sự thuận lợi. Mọi khó khăn thì đều được giải quyết nhờ cái sự mưu trí tương trợ lẫn nhau của cả hai vợ chồng tuổi Tý và tuổi Thân. Tiếp theo, cặp thứ ba chúng ta xét đó là cặp tuổi Mùi và tuổi Hợi. Hợi và Mùi lại được bộ bán tam hợp. Những người sinh vào tuổi Mùi ấy thì lại rất là ôn hòa. Họ là những người hiền lành và ít khi nổi nóng. Họ khá biết tính toán, lên kế hoạch và đặt những cái mục tiêu cho tương lai. Còn những người tuổi Hợi thì lại là những người lạc quan và nhìn thấy những cái điều tích cực tươi đẹp ở phía trước. Dẫu có khó khăn thì họ cũng rất khéo léo để tạo nên những cái niềm vui cho cuộc sống của mình. Nếu là vợ chồng thì những người tuổi Hợi sẽ là chỗ dựa, trấn an những lúc mà bạn đời yếu lòng, lo lắng về cuộc sống tương lai. Còn những người tuổi Mùi sẽ thúc đẩy cuộc sống của hai người luôn đi lên, nỗ lực đạt được những mục tiêu mà vợ chồng đã đặt ra từ trước đó. Đó là cặp thứ ba. Tiếp theo, cặp thứ tư đó là những người tuổi Mùi và những người tuổi Mão. Những người tuổi Mùi thì chu toàn nhưng lại có điểm yếu là đôi khi thích dựa dẫm vào người khác. Vậy nên bạn đời tuổi Mão sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu này vì họ rất thích chăm sóc và lo lắng cho người khác, khá là tâm lý và thì khá chiều chuộng bạn đời. Cặp đôi này ở bên nhau sẽ vô cùng hạnh phúc và hòa hợp. Đặc biệt về mặt tình cảm và mặt kinh tế thì cũng không có gì phải lo lắng,
Vì người tuổi Mão sẽ dẫn dắt, tạo điều kiện cho những người tuổi Mùi phát huy cái thế mạnh của mình và gặt hái được những thành công trong tương lai. Đó, đó là cặp thứ tư. Tiếp theo cặp thứ năm là cặp tuổi Mùi và tuổi Ngọ, đúng không ạ? Mùi và Ngọ thì chúng ta có cặp là Ngọ Mùi là nhị hợp. Những người tuổi Ngọ thì vui vẻ lạc quan, không coi trọng cái tiểu tiết, họ tự do tự tại và không thích bị trói buộc. Một tính cách như vậy chỉ có thể hạnh phúc khi sống cạnh một người bạn đời tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi sống nội tâm, chu toàn trong mọi việc. Mặc dù cái tính cách của hai người là có sự khác biệt, nhưng cái sự hỗ trợ lẫn nhau mới thực sự là hoàn hảo của cặp đôi này. Thực tế đã cho thấy nhiều cặp vợ chồng tuổi này thì chung sống với nhau rất hòa thuận và tôn trọng đối phương một cách là hoàn hảo. Cả hai người họ đều không quá quan trọng cái vấn đề tiền bạc, nhưng lại được trời ban cho phần nhiều cái lợi nhuận trong cái công việc, trong cái việc làm ăn, nên hậu vận đời sau thì cực kỳ giàu có. Đó, đó là cặp thứ năm. Tiếp theo cặp thứ sáu là cặp tuổi Ngọ và tuổi Thân. Ngọ và Thân. Những người tuổi Ngọ thì tính cách phóng khoáng, nhiệt tình, nghị lực, kiên cường. Kết hợp với những người tuổi Thân sắc sảo, khôn ngoan, nhanh nhẹn, thông minh sẽ trở thành một cặp đôi vô cùng hoàn hảo. Họ có thể giúp nhau phát triển cái sự nghiệp, tạo dựng và cùng nhau có cuộc sống tốt đẹp, giàu sang phú quý, không ai cản được. Cặp đôi Ngọ và Thân được coi là cái cặp thượng mã phong hầu, tức là gì? Thăng quan phát tài. Nhờ vậy, đến đời con cháu của họ cũng vẫn có cuộc sống sung túc và giàu sang. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến cặp thứ 7 là cặp tuổi Thìn và tuổi Dậu. Thìn và Dậu. Thìn và Dậu là nhị hợp. Cặp đôi này thì thu hút lẫn nhau, cái chỉ số kết hợp thì rất là cao. Những người tuổi Dậu luôn tiên phong mạnh mẽ trong cuộc sống, luôn yêu cầu cao đối với người bạn đời của mình. Còn tuổi Thìn thì lại là những người khẳng khái nhiệt tình, có chí tiến thủ riêng, đòi hỏi bản thân và người yêu của mình phải đạt được những thành tựu nhất định sau khi kết hôn. Nghe có vẻ là đòi hỏi, nhưng mà hai người này lại đáp ứng được cái nhu cầu của nhau. Khi đã bị đối phương thuyết phục bằng cái khả năng của mình thì họ lại rất trung tình và luôn kề vai sát cánh dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Về mặt kinh tế của cặp vợ chồng này thì cũng được nhiều cái thuận lợi trong cái chuyện làm ăn và kiếm được bội tiền nhờ cái tài trí thông minh của cả hai người. Cặp thứ 8 ta xét đó là những người tuổi Tỵ và những người tuổi Dậu. Tỵ Dậu được bộ bán tam hợp là Tỵ Dậu Xíu. Cặp đôi Tỵ và Dậu rất hợp làm bạn đời của nhau. Đặc điểm của những người tuổi Tỵ là thần bí, cẩn trọng, tinh tế khi đề cập đến vấn đề tình cảm. Không dễ dàng biểu lộ cái cảm xúc của bản thân. Trong khi đó, những người tuổi Dậu ấy thì lại luôn gì lưu tâm đến cái việc nhỏ nhặt, yêu cầu cao nhưng mà rất kiên định. Khi mà cặp đôi này ở bên nhau ấy thì sẽ phát triển theo cái chiều hướng là tình bạn, tình yêu và gì tình cảm vợ chồng. Sau đám cưới thì họ có thể vướng phải một số những cái khó khăn về kinh tế, nhưng trước sau gì cũng sẽ giải quyết ổn thỏa, và đến khoảng 4-5 năm sau ấy thì bắt đầu phất lên như diều gặp gió, không ai cản kịp. Đó, đó là cặp thứ 8. Tiếp theo cặp thứ 9 là cặp tuổi Thân và tuổi Thìn. Thìn và Thân được bộ bán tam hợp là Thân Tí Thìn. Khi tuổi Thìn và tuổi Thân làm ăn với nhau ấy, họ sẽ sẵn sàng đón nhận những cái thách thức, bởi bản chất của họ vốn ưa mạo hiểm. Họ thường gì khuyến khích nhau tìm ra những cái hướng đi mới cho cái việc kiếm thêm thu nhập. Tuổi Thân vốn là những người rất may mắn về tài chính, kết hợp với cái sức làm việc chăm chỉ nên cặp đôi này thì không bao giờ lo thiếu thốn về tiền bạc. Sau hôn nhân, mọi chuyện vợ chồng thì đều được thuận buồm xuôi gió, con cháu thì hương thịnh, cứ thế mà để phất lên. Thưa quý vị, có một cái cuộc hôn nhân hoàn mỹ lâu dài, chung sống với nhau đến đầu bạc răng long, vợ chồng hòa thuận, con cái tốt đẹp là hy vọng của tất cả mọi người. Hôn nhân chính là một cái sự ràng buộc về trách nhiệm mà không ai muốn nó bị đổ vỡ. Và để làm được điều đó thì ngoài cái sự nỗ lực về tình cảm, về trách nhiệm
thì những người trong cuộc cũng cần phải chú ý đến cái chuyện là cải thiện phong thủy trong hôn nhân. Bởi lẽ để giảm thiểu các tác động xấu từ bên ngoài cũng là một trong yếu tố cực kỳ quan trọng. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 nguyên tắc phong thủy trong hôn nhân cần biết để có được cái cuộc sống gia đình hôn nhân trọn vẹn. Thứ nhất, 1. Không để trước cửa sổ có cái vũng nước. Từ góc độ phong thủy thì hôn nhân nơi cửa lớn thì tuyệt đối không được xuất hiện cái vũng nước. Nước bẩn thì lại càng không thể, bởi nước nó tượng trưng cho sự đào hoa, cho tính lẳng lơ, cho tính lăng nhăng, nên dễ khiến cho người trong nhà có cái thái độ quá trớn trong chuyện tình cảm, đi quá cái giới hạn, không biết kiềm chế bản thân. Đặc biệt là nếu là nước bẩn ấy, thì mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn, xuất hiện người thứ ba chen chân vào trong cuộc sống hôn nhân, tỷ lệ ly hôn thì vô cùng lớn. Vì thế tốt nhất là nên giữ nhà cửa sạch sẽ, khô ráo, không bị đọng nước, không bị tù túng, có hệ thống thoát nước tốt và không thấp hơn so với mặt đường. Không nên bày lọ hoa, chậu hoặc đồ vật chứa nước ở trước cửa, vì dễ phạm phải cái gì phong thủy, lại gì dễ mất vệ sinh. Nước tù động là cái môi trường sinh sôi nảy nở của các loại vi khuẩn, của các loại côn trùng, ký sinh trùng gây bệnh, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người trong nhà. Đó là lý do đầu tiên. Thứ hai là không trang trí quá nhiều đèn trong nhà. Trong nhà mà có quá nhiều đèn ấy, thì theo phong thủy là điều không hề tốt, chỉ nên có vừa đủ. Cái lỗi này sẽ mang tới những rắc rối không đáng có trong đời sống hôn nhân. Những bí mật đang che giấu thì dễ bị đối phương dễ dàng phát hiện. Những điều nhỏ nhỏ mà đôi bên muốn giữ riêng cho mình thì dễ dàng bị vạch trần, nên dễ xuất hiện cái sự ồn ào không hợp, thậm chí là có thể gây nảy sinh những tranh cãi và rất dễ trải qua nhiều lần hôn nhân. Tốt nhất là chỉ nên trang trí đèn vừa phải. Nếu đã bài trí quá nhiều đèn trong nhà thì cũng cần phải loại bỏ bớt, hoặc là các bạn hạn chế sử dụng nó. Không nên bật tất cả các đèn cùng một lúc để tránh ảnh hưởng đến các hôn nhân của những người trong nhà. Đó là cái nguyên tắc thứ hai. Thứ ba là không bố trí nhà vệ sinh đối diện cửa lớn. Nguyên tắc phong thủy mà hầu hết như ai cũng biết là nhà vệ sinh tuyệt đối không được đối diện với cửa lớn, cửa chính trong nhà. Nếu mà bố trí phạm lỗi này thì trong nhà sẽ gặp nhiều chuyện xúi quẩy, năng lượng xấu sẽ dễ dàng xâm nhập vào, khiến cho vợ chồng cãi vã, tranh chấp, không hòa hợp, nên là sẽ xuất hiện tình trạng là ly hôn hoặc là trải qua nhiều cái lần hôn nhân. Vì thế khi bố trí nhà, tốt nhất không nên để cái nhà vệ sinh nó đối diện với cửa chính. Nếu đã chót phạm phải lỗi này thì hãy hóa giải bằng cách là đặt cái bình phong ở cái khoảng không giữa nhà vệ sinh và cửa, hoặc là gì trước nhà vệ sinh, hoặc là treo sâu tiền ngũ đế lục đế, hoặc là treo mảnh rèm chậu kênh, trồng chậu hoa cây xanh để hóa giải. Đó. 4. Không treo quá nhiều tranh ảnh của người khác phái. Nếu nói trong nhà không nên treo nhiều ảnh ý, thì không có nghĩa là không được treo ảnh của trẻ nhỏ, mà các bạn nên hạn chế treo ảnh mỹ nữ, mỹ nam hoặc là những người khác phái có dung mạo đẹp. Vì theo phong thủy hôn nhân ấy, điều này sẽ dễ khiến cho vợ chồng không hòa thuận, ảnh hưởng lớn đến cái cuộc sống, sinh hoạt của cả hai vợ chồng. Vì thế, nếu trong nhà có treo ảnh như vậy, thì các bạn hãy mau hạ xuống và treo ảnh khác lên, kẻo hôn nhân nó bị thất bại. Phong thủy hôn nhân còn nhắc nhở không nên treo cái là ảnh hoàng hôn hoặc là treo ảnh hoa mẫu đơn cho phòng ngủ, ngụ ý là chia ly hoặc là có người thứ ba xen vào cái hạnh phúc gia đình. Tốt nhất là các bạn hãy chọn những bức tranh vui vẻ, sáng sủa, thể hiện cái sự tích cực, lạc quan. Tranh có đôi, có cặp thì cái cuộc sống gia đình sẽ ngày càng được viên mãn và tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cặp đôi mà hạnh phúc, viên mãn nếu mà khi mà đến với nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.